Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra tại huyện Lệ Thủy phát huy hiệu quả. Hiệu quả từ cải cách tài chính công. Chiều nay, ngày 1 tháng 10, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và bà Lê Khánh Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2014 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 dự kiến sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, ban dự thảo nghị quyết cho ý kiến vào 12 dự án luật khác và nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng chống tham nhũng năm 2014, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015, lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, đông đảo cử tri xã Quang Phú mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm được nhân dân để tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn của Quốc hội. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần xem xét để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia đóng bảo hiểm y tế và chế độ chính sách đối với người có công. Cử tri xã Quang Phú phản ánh tình trạng khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và nguồn tài nguyên cát nói riêng trên địa bàn xã cần sớm được chấn chỉnh. Việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng và các đề xuất kiến nghị một số vấn đề trên các lĩnh vực khác. Nhằm nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, thời gian qua các địa phương và các đơn vị chủ rừng ở huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng một cách có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy có 1.300 ha diện tích rừng trồng, trong đó rừng sản xuất của hộ gia đình cá nhân là 740 ha, rừng trồng của các tổ chức đạt gần 570 ha. Trong đó chủ yếu các hộ trồng lại trên diện tích đất rừng đã khai thác bị gãy đổ do cơn bão số 10 năm 2013 gây ra. Ngoài ra, công tác trồng cây phân tán cũng được huyện chủ trong chỉ đạo thực hiện với trên 350.000 cây phân tán các loại. Bên cạnh đó, xác định cây cao su tiếp tục là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, huyện Lệ Thủy cũng đã chỉ đạo bà con trồng mới nhiều diện tích cao su. Từ đầu năm đến nay đã trồng mới được trên 30 ha trên tổng số 92,4 ha kế hoạch đặt ra trong năm 2014. Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra do tổ chức đồng thời hội ngộ tài trợ với mục đích cải thiện vệ sinh môi trường, giảm các bệnh lây nhiễm qua các nguồn nước. Trong đó, Quảng Bình là một trong 8 tỉnh trong cả nước được hưởng lợi từ dự án này. Tại huyện Lệ Thủy, sau 2 năm triển khai dự án đã mang lại những kết quả khả quan, bước đầu thay đổi dân thói quen sinh hoạt vệ sinh của người dân ở nông thôn. Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra được triển khai từ tháng 7 năm 2012 tại 15 xã thuộc huyện Lệ Thủy, trong đó ưu tiên các xã vùng biển. Thông qua hình thức khen thưởng cho các công tác viên, người hưởng lợi và cộng đồng, dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp cận được với nguồn vốn tài chính để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Để dự án được thực hiện một cách hiệu quả, các cấp hội phụ nữ huyện Lệ Thủy đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, khuyến khích người dân tự giác làm nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Tính đến thời điểm này, đã có gần 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn có nhà tiêu hợp vệ sinh được phát thưởng với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Việc thực hiện thành công dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng tại huyện Lệ Thủy không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các hộ gia đình mà còn tác động tích cực đến cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các mục tiêu cải thiện vệ sinh của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường tại các vùng nông thôn. Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, do đó đội ngũ cán bộ y bác sĩ của trạm y tế xã Tiền Hòa, huyện Tuyên Hòa luôn tâm niệm
thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y như tư mẫu, tận tình chăm sóc bệnh nhân, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc. Trạm y tế xã Tiền Hòa được thành lập năm 1956, hiện có 8 cán bộ trong biên chế, trong đó có một bác sĩ, 3 y sĩ, một nữ hồ sinh trung học, 2 điều dưỡng và một dược sĩ. Về cơ sở vật chất, trạm đã được đầu tư tu sửa nâng cấp với 11 phòng chức năng, được trang cấp các thiết bị y tế cơ bản phục vụ cho công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu, máy tạo oxy. Trong những tháng đầu năm 2014, trạm đã tổ chức khám chữa bệnh được hơn 2.500 lượt người, trong đó khám tại trạm 1.500 lượt bệnh nhân, khám tại hộ gia đình được trên 1.000 lượt bệnh nhân. Các chương trình mục tiêu quốc gia như công tác phòng chống lao, bửa cổ, sốt xuất huyết, sốt rét đã được cán bộ trạm y tế xã Tiền Hòa tuyên truyền, theo dõi, giám sát, khám điều trị, cấp phát thuốc định kỳ cho người bệnh. Với những kết quả đó, trạm y tế xã Tiền Hòa vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hòa trao tặng, đón nhận danh hiệu trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí 10 giai đoạn 2011-2020. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công, Chính phủ đã có Nghị định 130 và Nghị định 43 về quy định chế độ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khuôn khổ phóng sự sau, chúng tôi sẽ đề cập đôi nét về kết quả thực hiện nghị định của Chính phủ ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Tỉnh Quảng Bình hiện có 1.154 đơn vị hành chính sự nghiệp và các ban quản lý dự án, trong đó có 928 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện và cấp xã. Từ khi thực hiện Nghị định 130 ngày 7 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 43 ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài chính Quảng Bình đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một cách tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng và tăng cường sự giám sát của cán bộ công chức viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực với tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Phòng cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân huyện bố trí nguồn lực để mà đầu tư cho cả cái chương trình xây dựng cơ sở vật chất, nhất là cái nguồn lực mà để đầu tư phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy thì cái cơ sở hạ tầng của huyện nhà đã được đầu tư khá đồng bộ, khang trang. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý. Các đơn vị sự nghiệp có thu đã sáng tạo, chủ động mở rộng các dịch vụ, tăng nguồn thu cùng với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho xã hội, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao. Đến nay, 100% đơn vị thuộc khối hành chính và sự nghiệp trong tỉnh Quảng Bình cơ bản đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công. Trong đó, quy định phân phối thu nhập tăng thêm gắn với hiệu suất công tác, việc sử dụng kinh phí công cho hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện đi lại, phương tiện thiết bị làm việc, quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các cơ quan cơ bản đúng chính sách, chế độ quy định. Bệnh viện đã đề ra các cái chủ trương chính sách phù hợp trong cái vấn đề thực hiện nghị định 43 của Chính phủ. Cái thứ nhất là phải tạo niềm tin cho cán bộ công nhân viên và cho nhân dân trên địa bàn để thu hút người bệnh đến khám và điều trị. Thứ nhất là phải cải cách thủ tục hành chính nơi khám bệnh, từ cái khâu đón tiếp cho đến khâu chăm sóc, thu dung điều trị, chăm sóc điều trị và đến khi bệnh nhân ra viện, tạo cái sự hài lòng cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Hai nữa là phải tiết kiệm trong thu chi bằng các nhiều hình thức giám sát, rồi có các cái ban bề tạo lập các cái ban bề để giám sát cái quá trình thu chi công toàn bệnh viện. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị định 130 và nghị định 43 của Chính phủ ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn những hạn chế, vẫn còn có cơ quan đơn vị luôn có xu hướng xin tăng thêm biên chế để được giao tăng thêm kinh phí tự chủ. Việc xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản công và quy chế chi tiêu nội bộ ở một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức,
chưa sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại, mà chủ yếu do thủ trưởng cơ quan quyết định. Quy chế chi tiêu nội bộ và phân phối thu nhập còn hạn chế, mang tính bình quân, chưa thật sự khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, chưa gắn hiệu quả với chất lượng công việc. Là đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43, thì ngoài cái việc kiểm tra, rà soát, đánh giá cái kết quả thực hiện tự chủ, cơ chế tự chủ, thì phải xác định lại cái loại hình các cái đơn vị sự nghiệp trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi và cái mức ngân sách bảo đảm. Còn đối với các cái đơn vị mà nhà nước cho phép tính cả cái giá dịch vụ vào cái mức thu khoản thu thì phải xác định lại cái định mức phân bổ để tham mưu về cái việc giao dự toán đảm bảo phù hợp và tạo điều kiện cho các cái đơn vị trong việc thực hiện cái cơ chế tự chủ một cách hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm qua ở Quảng Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí được xem là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bởi vậy, thời gian tới, việc sử dụng nguồn tài chính công tiết kiệm hiệu quả là việc mà các cấp, các ngành sẽ hết sức chú trọng. Thực hiện tốt công tác này, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển ngày càng vững chắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.